hơn em. Trong một cái hệ thống âm thanh, mixer luôn là một trong các yếu tố quan trọng nhất, phải không? Vậy thì tất cả các cái sự đắn đo của anh em dựa trên khi mà chúng ta build một cái dàn máy, mixer cũng là một trong những cái sự đắn đo đó. Hôm nay để giải tỏa bớt cái nỗi đắn đo của anh em, DAVS sẽ đưa lại cho anh em một cái loại mixer giá của nó vừa phải chăng hợp lý, nhưng mà theo chúng tôi nghiên cứu, cái sự hiệu quả của nó ở hiện tại lại rất là cao thưa anh em, đặc biệt rất cao luôn. Theo đó, hãy cùng tôi trải nghiệm một mixer này nhé. Mời anh em đến với DAVS MD12X. Chúng ta sẽ có 10 like cho một cái mixer như thế này. Chép cái nguồn phantom cho tất cả các cái like nếu như mà anh em sử dụng micro cần nguồn phantom thưa anh em. Chúng ta sẽ có cần đẩy EQ tinh chỉnh cực kỳ dễ dàng cho hai bên stereo left right, rất là dễ để chúng ta có thể điều chỉnh. Trên này chúng ta có cả tính năng Bluetooth và kết nối với điện thoại, cổng USB, một cái cổng mà chúng ta sẽ ra CD với thép, riêng một cái line 90 ở đây. Chúng ta sẽ điều chỉnh EQ của nó ở đây. Ốc đường ra, điều chỉnh từng cái EQ một và từng cái ốc một. Ở đây chúng ta sẽ có bộ là 99 hiệu ứng được cài sẵn ở trong mixer, rất dễ chỉnh. Thường chúng ta sẽ sử dụng reverb và delay thôi anh em. Đây, điều chỉnh tất cả thông số của reverb và delay ở đây, boost rất là dễ. Ở đây là bảng kiểm tra tín hiệu. Ở đây là fader của effect nè, đường ao phụ nè, đường ao tổng, master fader, đường nhạc và 8 cái line riêng của chúng ta. Đường nhạc sẽ là stereo và tất cả cái line này là mono. Anh em có thể tùy sức mà chỉnh. Ở đây chúng ta có fan nè. Tất cả các cái tính năng được chia ra một cách cụ thể rõ ràng về màu sắc và phân vùng rất là dễ để chúng ta có thể điều chỉnh tất cả cái gain ở đây. Thôi anh em, giá của mixer này chỉ có giá là 6.4 triệu cho một sản phẩm thôi. Một mức giá cực kỳ dễ tiếp cận, ai cũng có thể sở hữu được nó. Và quan trọng nhất, độ hiệu quả trong xô chậu là rất cao thôi anh em. Đây là DAVS sự lựa chọn cuối cùng.